Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điện tử Thái Thắng. Thì kênh Điện tử Thái Thắng chuyên bán những cái thiết bị điện tử, những thiết bị quang học rất là hay ho. Mọi người có thể lên trang điện tử thái thắng.com để tìm hiểu thêm các sản phẩm. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái thiết bị hay ho như thế. Đây chính là cái camera ảnh nhiệt. Camera ảnh nhiệt thì hiện nay là đang rất là cần thiết trong những cái sân bay hoặc là những cái tòa nhà. Vì chúng ta có thể đo được một cái đám đông người để phát hiện ra người nào bị sốt, người nào có nhiệt độ cao chẳng hạn. Dĩ nhiên là chúng ta cũng có thể dùng những cái loại cầm tay mà chỉ hiển thị cái nhiệt độ lên trên đấy. Đó là máy đo thân nhiệt. Nhưng mà cái loại đó thì chúng ta phải đi đo từng người một. Còn cái này thì chúng ta có thể đo ở trong đám đông này thì phát hiện ra người nào luôn, rất là tiện lợi. Thì chúng ta khi đó chỉ cần đưa cái người đó ra và chúng ta đo lại bằng cái thiết bị đo chuyên dụng là được. Thì bình thường ở những cái sân bay thì chúng ta sẽ có cái giải pháp là dùng một cái màn hình, cái camera ảnh nhiệt chuyên dụng. Tuy nhiên những cái thiết bị đấy có thể lên đến giá vài trăm đến tỷ bạc. Còn những cái thiết bị như thế này thì chúng ta có thể sử dụng trong những cái tòa nhà hoặc là những cái chỗ đông người. Ngoài ra thì cái này nó có cái phạm vi đo rất là cao. Thì chúng ta có thể đo những cái thiết bị điện hoặc là những cái thiết bị máy móc mà bị quá nhiệt chẳng hạn, phát hiện quá nhiệt. Đó. Đây chúng ta có thể nhìn thấy các những cái chức năng của nó ở trên này nhé. Trong sửa chữa ô tô này, rồi là máy móc này, rồi là trong ngành điện lực. Đó. Đây là cái bảng thông số của nó. Đó, bảng thông số hiện thị ở trên này. Bây giờ chúng ta sẽ mở hộp cái thiết bị hay ho này. Đây chúng ta có thể nhìn thấy cái hộp của nó có một cái túi đựng rất là chắc chắn luôn. Túi đựng rất là đẹp. Ở đây có hướng dẫn sử dụng này, bằng tiếng Anh này. Rồi là 4 viên pin, chúng ta chạy bằng viên pin, 4 viên pin 2A nhé. 4 viên pin 2A và dây đeo. Đó, mình bắt ra một bên. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta, đó chính là cái HIT HT02D. Đây là cái mã hiệu của nó, camera ảnh nhiệt. Camera ảnh nhiệt cầm tay nhé. Nó có cái lỗ để lắp chân tripod lên nhé. Thì chúng ta bây giờ sẽ đi vào cái màn hình của nó nhé. Đây, cái màn hình của nó hơi bị chói. Ở trên cái màn hình của nó có hiển thị đây là cái nhiệt độ ở vùng trung tâm nhé. Còn những cái ô vuông nó chạy như thế này là cái vùng có nhiệt độ nhỏ nhất và cao nhất này. Những cái ô vuông chạy như này, đây là những cái vùng có nhiệt độ thấp nhất và cao nhất. Thấp nhất và cao nhất thì nó hiển thị ở đây nhé. Đây là giờ này, đây là cái bảng màu này, đây là bảng màu. Còn đây là cái độ phát xạ. Cái độ phát xạ thì nó phụ thuộc vào những cái vật liệu cần đo, ví dụ như là sắt, thép hoặc là những cái kim loại nóng chảy thì nó lại khác với thiết bị, khác với cái da người nhé. Đó. Cũng vẫn có thể đo da người được bình thường. Da người thì chúng ta thường để 0.95 hoặc là 0.6, 0.96 chẳng hạn. Đấy. Thì nó sẽ, và nó còn phụ thuộc vào cái khoảng cách mà quý vị định đo. Đấy. Ví dụ như là 1 mét thì nó khác với 2 mét. Thì chúng ta sẽ về nhà chúng ta thử và chúng ta điều chỉnh cái E này cho phù hợp. Chúng ta sẽ đi đến một số cái chức năng khác như là chức năng chụp ảnh. Đây, đây là cái nút để chụp ảnh nhé. Rất là quan trọng. Chúng ta chụp ảnh đối tượng cần đo. Đó. Và đây là cái chỗ để lắp thẻ nhớ này. Đây là chỗ này lắp thẻ nhớ này. Đây là chúng ta đang hỏi là có lưu hay không thì chúng ta chọn yes ở bên này và chọn no ở bên này. Chúng ta thử chọn yes này. Ở trên này, đây là cái nhiệt độ ở cái vùng trung tâm này. Chúng ta định đo ở đâu thì chúng ta cho vào đấy. Nhiệt độ ở vùng trung tâm. Đây là nhiệt độ thấp nhất và đây là nhiệt độ cao nhất. Những cái điểm thấp nhất và cao nhất thì nó sẽ chạy trong cái màn hình này. Đâu là thấp nhất và đâu là cao nhất thì nó sẽ chạy đúng cái điểm như thế. Cái chức năng nữa là cái này nó có thể kết hợp cả hình ảnh thực và
và hình ảnh thực và cái hình ảnh hồng ngoại nhé. Đây, chúng ta bật như thế này thì sẽ ra cái hình ảnh thực, cái camera thực. Camera thì nó sẽ nằm ở trên này. Đây là hình ảnh camera thực nhé. Đó. Soi qua cái điện thoại thì nó sẽ không nét bằng chúng ta nhìn bằng mắt thường. Tiếp theo là cái này là 25% ảnh nhiệt và đây 25% ảnh nhiệt. Tiếp theo là 50% ảnh nhiệt, tức là một nửa là ảnh nhiệt và một nửa là ảnh thực, nó chồng lẫn lên nhau. Tiếp theo nữa là 75% ảnh nhiệt và cuối cùng là 100% ảnh nhiệt, thì lúc này sẽ không có ảnh thực nữa, chúng ta chỉ có ảnh nhiệt thôi. Bây giờ mình sẽ thử đo cái tay của mình. Lưu ý là cái thiết bị này có thể đo ở trong bóng tối được nhá. Nếu mà bóng tối thì chúng ta để là hoàn toàn 100% ảnh nhiệt. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy các cái điểm nó chạy khác nhau này. Cái điểm màu đỏ tức là cái điểm nhiệt độ cao nhất. Đó. Còn cái điểm màu màu xanh kia là cái điểm nhiệt độ thấp nhất nhá. Đây. Đo thời gian thực luôn. Min là 20 mấy này. Hoàn toàn có thể đo được nhiệt độ của thân nhiệt nhé. Đây là nhiệt độ ở vùng trung tâm này, nhiệt độ min và nhiệt độ max nhé. Đây chúng ta có thể nhìn thấy cái độ phân giải của cái ảnh nhiệt này là 32x32. Đây là cái quyết định cái hình ảnh nó có bị bết hay không. Thì dĩ nhiên là bên mình có những cái sản phẩm nó đắt tiền hơn và cái độ phân giải của cái ảnh nhiệt nó sẽ cao hơn. Chúng ta nhìn nó sẽ chi tiết nó sẽ tốt hơn. Đó. Ví dụ như 60x60 hoặc là 260x160. Thì hình ảnh nó nhìn nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Còn dĩ nhiên là cái độ phân giải của cái camera thực của nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Camera thực của nó lên đến mấy trăm nhân mấy trăm ấy. Cái này có khả năng đo từ âm 20 độ đến 300 độ C nhá. Đây chúng ta có thể nhìn thấy cái menu của nó này. Menu chúng ta có thể đi đến menu một số cái như là chúng ta có thể điều chuyển đổi độ C, độ F. Đây là cái thẻ nhớ còn bao nhiêu mê. Đây là một trong những cái quan trọng nhất, đó là cái thang thang màu. Chúng ta thang màu hiển thị là đen trắng hay là này, đen trắng hay là màu cầu vồng hay là màu sắt nóng. Đấy, màu đen trắng, màu cầu vồng, màu sắt nóng. Chúng ta sẽ thử để ở đen trắng xem thế nào. Đó. Đây là cái độ chúng ta có thể điều chỉnh cái độ phát xạ ở đây nhá. Epsilon bây giờ đang là 0,95. Chúng ta có thể điều chỉnh được từ 0.1 đến 1. Đây là chúng ta có thể hiển thị được cái khung màu thấp nhất và màu cao nhất. Còn đây là hiển thị giờ. Đây là số ảnh đang là 2 nhá. Đây là số ảnh đã lưu được 2 nhá. Cái đây là cái đây là cái độ sáng của màn hình nhá. Chúng ta có thể tăng cái độ sáng màn hình này. Dĩ nhiên là tăng thì nó sẽ làm giảm cái tuổi thọ, giảm pin đi. Và bây giờ mình sẽ thử đo ở trong đêm tối xem nó như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ tắt hết điện đi và chúng ta thử soi trong đêm tối sẽ như thế nào. Bây giờ nếu mà cái camera thực của nó thì nó sẽ rất là tối. Đây, cái camera thực của nó đây, trông rất là tối rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử bật ra cái ảnh nhiệt nhé. Đây là 100% này. Vẫn soi tốt nhá. Soi trong bóng tối luôn. Thì chúng ta có thể dùng cái này để mục đích là tìm kiếm người trong bóng tối, có thể tìm ở trong khoảng phạm vi khoảng vài chục mét, đấy, chục mét hoặc hơn chục mét. Đấy. Tìm kiếm người hoặc là tìm kiếm con vật chẳng hạn, rất là tiện lợi luôn. Và để mua cái sản phẩm này cũng như những cái sản phẩm khác của điện tử Thái Thắng thì mọi người có thể gọi đến điện hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Chúng tôi sẽ gửi về tận nhà, tận nơi cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại vào những clip lần sau. Nhớ like, share và subscribe cho kênh Điện tử Đại Thắng nha.